Trước khi bước vào thời sáng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cho con tắc. Arahang sammāsambuddhāva Sūpatipanno bhagavato sevaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sơn Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn Ngài Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do nó được tán dương ân đức Tam Bảo các phán tắc sinh ra họ như chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được eo vô tịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Họ sao không kêu Ngọc đi? Ngọc ơi. Hả? Dạ. Rồi để thôi rồi chứ. Xa cứ xa cứ xa cứ xa cứ nặng lệ sư ạ. À, xin mời. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô bài học nha. Thì chúng ta cũng biết rằng là tâm tạo nên 15 loại sắc tâm. 15 loại sắc tâm đó là gì? Thì chúng ta sẽ có là nếu tính nghe định cái con số mà bắt buộc quý vị phải nhớ. Tức là tâm tạo ra 15 sắc tâm. 15 sắc tâm đó thì chúng ta cần phải chia ra vậy chúng ta dễ nhớ. Cái còn đó là trước tiên chúng ta có 8 sắc ly. Và cộng với sắc tư không. 8 sắc ly và 4 sắc tư không này do 4 nhân tạo. Chúng ta phải nhớ vậy. Bốn nhân tạo đó là gì? Bốn nhân tạo đó chính là nghiệp. Tám chín loại sắc này được sanh ra từ nghiệp cũng có, được sanh ra từ tâm cũng có, được sanh ra từ vật thực cũng có, và được sanh ra từ thời tiết cũng có. Tức là tám sắc lên này do bốn nhân tạo, tức là chín sắc này. Rồi cái thứ hai nữa chúng ta có là ba sắc đặc biệt. Và sắc đặc biệt đây là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thức nghiệp. Ba sắc này là do ba nhân tạo. Ba nhân tạo đó là gì? Đó là do tâm tạo. Do Phật thực tạo, do thời tiết tạo. Hay là cứ đảo ngược lại, do thời tiết tạo rồi do Phật thực tạo cũng được. Có thể là do ba nhân tạo. Đó là thì chúng ta thấy được là ba sắc đặc biệt đó. Rồi chúng ta có hai sắc tiêu biểu. Hai sắc tiêu biểu. Hai sắc biểu tri này nó chỉ có một nhân tạo, đó là do tâm tạo. Và cho nên hai cái sắc biểu tri này được gọi là sắc tâm nhất định. Còn những loại sắc còn lại, tức là 13 loại sắc còn lại, thì được gọi là sắc tâm bất định. Mình chúng ta lặp lại là hai sắc biểu tri là do một nhân tạo, đó là do tâm tạo, thì được gọi là sắc tâm nhất định. Còn các sắc còn lại đó, tức là 13 sắc còn lại được gọi là sắc do tâm tạo bất định. Tức là có khi tâm nó tạo ra, có khi không có tâm không có tạo ra. Đây là chúng ta để nhớ như vậy.
Một điều chúng ta cần phải cần ghi nhớ nữa là sắc tâm nương vào sắc nào để sanh lên. Mặc dù nó do tâm tạo đó, nhưng mà nó nương vào sắc nào để tâm lên, nó sanh lên. Thì chúng ta thấy là sắc tâm sắc cho tâm tạo đó, nó chỉ có ở đâu? À, chúng ta phải nắm bắt một chỗ này. Thì sắc do tâm tạo nó chỉ có trong thân và tâm của chúng sanh. Tức là nó chỉ có trong thân tâm của chúng sanh. Ở đây cái câu này cũng rất là đặc biệt đây. Nghĩa là sao? Có nghĩa là có những chúng sanh có thân nhưng không có tâm. Ví dụ như đây là chúng sanh ở cõi vô tưởng chẳng hạn. Những chúng sanh ở cõi vô tưởng là những chúng sanh có thân nhưng không có tâm. À, cho nên sắc tâm sẽ không sanh lên ở những chúng sanh này. Và có những chúng sanh có tâm nhưng không có sắc. Đó là những chúng sanh ở cõi vô sắc. Những chúng sanh ở cõi vô sắc thì cũng không có sắc tâm. Cho nên cái sắc tâm nó chỉ có ở trong thân tâm của chúng sanh. Tức là những chúng sanh nào có thân và tâm thì khi đó sắc tâm nó mới có thể sinh lên. Cái câu này quý vị cần phải nằm lòng, chứ không thôi diễn dịch ra nè, ở nơi nào có tâm thì nơi đó sắc tâm thì không được. Nên cái ở cõi vô sắc có tâm nhưng không có sắc tâm, mà sắc tâm nó chỉ có ở cõi vô tưởng có sắc nhưng mà không có tâm thì cũng không có sắc tâm. Cho nên chỉ sắc tâm chỉ có ở trong nơi nào mà có chúng sanh có thân và tâm. Nơi nào mà chúng sanh có thân và tâm thì nơi đó mới có sắc tâm. Do vì có thân mà cái thân này nó do nghiệp tạo. Rồi, nó do được phát triển bởi vật thực. Cái thân này được tồn tại, được phát triển, được tốt đẹp cũng do có vật thực. Nếu không có vật thực thì thân này sẽ héo úa, thân này sẽ tàn tạ và có thể thân này đi tới sự diệt vong. Cho nên cái thân này có tồn tại là do có vật thực. Và trong cái vật thực này hay là trong cái nữa, nó có cái ảnh hưởng của uống thú chá, tức là thời tiết. Thật sự ra chữ uống thú chá, uống thú là nó chỉ cho nóng lạnh mà thôi. Như vậy thì cái sắc tâm này nó phải nương vào, chúng ta ghi là sắc tâm phải nương vào ba sắc nghiệp và sắc vật thực và sắc thời tiết. Đấy, khi nói sắc tâm thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng cái sắc tâm này nó sanh khởi được bởi nó do nương vào thân và tâm của chúng sanh đó, mà thân của chúng sanh đó nó phải có sắc nghiệp, nó phải có sắc vật thực để mà nó tồn tại, để nó phát triển, và nó có sắc nóng lạnh ở trong đó, tức là sắc của thời tiết. Cho nên đây chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này, và chúng ta sẽ không nghĩ nằm lẫn lắm. Cho nên khi mà thằng giả mà anh thấy được cái sự đi của mình nó chính là do thấy được cái đoàn Kalapa rồi đó. Thấy được đoàn Kalapa là đã là một cái bước tiến rất là mạnh nữa, rất là tốt rồi đó. Nhưng mà trong cái đoàn Kalapa đó nó chỉ cho cái loại sắc tâm chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta sẽ biết loại khi mà đi đó, nó gọi trong cái đoàn Kalapa nó có một cái sắc thân biểu tri, hay là khi nói cái vị hành giả mà hành tứ niệm xứ về mà cái phân tích được phần chi tiết của tứ đại đó thì sẽ thấy rằng thì có được cái ngữ biểu tri. Và ngữ biểu tri là cái sắc để mà mình nói chuyện đó, không ba để nói như vậy. Thì bây giờ chúng ta
biết được như vậy rồi, thì giờ chúng ta sẽ coi cái tâm nó sẽ phân bua, nó sẽ tạo ra những cái loại sắc tâm như thế nào. Chúng tôi nói rằng sắc tâm nó liên hệ đến những cái đoàn sắc tâm như thế nào, chứ chưa nói về tới cái đoàn sắc tâm. Tức là 15 cái sắc tâm này nó có thể phân chia ra thành những cái đoàn sắc. Tức là rupa kalapa đó, đó là đoàn sắc. Pali là rupa kalapa. Rupa kalapa tức là đoàn sắc. Thì chúng ta chưa nói tới những cái đoàn sắc đó, nhưng mà chúng ta nói là sắc tâm á nó liên hệ tới ba nguyên sắc này. Thì sắc tâm đây là sắc, đây sắc do tâm tạo. Liên hệ đến bảy loại sắc. Thứ nhất là sắc tâm liên hệ đến tính cách bình thường, tức là gọi là sắc tâm thông thường. Thứ hai nữa là sắc tâm liên hệ tới sự cười. Thì khi mình cười lên nó còn nó cũng là một cái dạng của sắc tâm. Thứ ba là sắc tâm liên quan đến sự khóc. Sắc tâm liên hệ tới sự khóc. Rồi thứ tư là sắc tâm liên hệ tới các tiểu quan nghi. Nghe, tức là những cái tiểu quan nghi như là có tai, duỗi, chân, mặt, y, tai, y, vân vân, những cái như vậy. Thì cái phần tiểu quan nghi là chúng ta cũng là học trò. Ngày thứ năm là sắc tâm liên quan tới, liên hệ đến sự nói. Và thứ sáu là sắc tâm liên hệ đến đại quan nghi. Đại quan nghi đây là chỉ cho sự đi, đứng, nằm, ngồi hay như vậy. Thì liên quan tới sắc tâm liên hệ tới đại quan nghi. Và thứ bảy là sắc tâm liên hệ tới sự kiềm dẫn. Bốn quan nghi. Thì bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta đi giải thích bảy cái loại sắc tâm này. Quý vị có ghi chép điện thoại kịp không? Dạ bà sư, ghi chúng con ghi kịp ạ. Kịp là tốt rồi. Có nhiều người cái thang thiền khi mà sư lao bản cái là nói là ghi chép không kịp. Dạ cũng có những những lần do sư đứng khuất rồi sư ghi xong sư bo nên chúng con ghi không kịp, nhưng hôm nay ghi kịp ạ. Ghi kịp rồi á. Rồi vậy là có sự tiến bộ rồi, tốt rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích là sắc tâm mà thông thường, vì đó là cái loại mà sắc tâm nghe diễn biến theo cái cách thông dụng hay thông thường. Như là mình thở vào thở ra,
Khi mà thở ra thở ra nó cũng do một cái sắc tâm nó tạo ra cái sự thích vào sự thở ra, hoặc là sự cái bụng mình nó phồng lên hoặc nó sọt xuống. Cái sự cái bụng mình nó phồng lên sọt xuống thì khi mà mình thích vô thở ra như vậy thì nó tạo ra cái đó là một cái sắc tâm gọi là sắc tâm không thường. Cái sắc tâm này á, sắc tâm thông thường do bao nhiêu tâm tạo này, cái sắc tâm thông thường này là giống như là cái lúc bình thường thôi. Nếu như mình thở vô thở ra, thích vào thở ra, hoặc là cái bụng mình nó tự động nó phồng lên nó sọt xuống, phồng lên sọt xuống, cho nên hoặc là những cái trái tim mình á là nó tự động nó đập. Nếu không phải nó tự động đập được đâu, nó cũng phải do một loại sắc tâm nó điều khiển rồi khiến cho trái tim mình nó đập. Rồi cái trái tim người nào mà không đập là cái người đó coi như là xong phim. Như là giả từ cái cuộc đời này của thế gian này thì có thể tái sanh trở lại hoặc là tái sanh ở thế gian khác. Thì cái loại này được gọi là sắc tâm thông thường. Thì sắc tâm thông thường này do 75 tâm tạo. Đây những con số này quý vị cần phải nhớ. Cho nên khi mà quý vị ngủ đó, khi mà một cái người chúng sanh mà ngủ đó thì là đang rơi vào trong cái dòng hữu phần. Bởi vì khi mà cái người mà mê man cho hạn bạch thì cái tâm hữu phần nó đang hoạt động. Mà cái tâm hữu phần đang hoạt động, cái người đó cũng thở vào thở ra, mặc dù cái hơi thở nó nặng nề cho hạn bạch nhưng nó cũng có phải có sự thở vào thở ra, và đôi khi cái bụng nó vẫn có sự lay động trong đó thì nó phồng lên và nó sọt xuống. À, tùy theo cái hơi thở vào hơi thở ra. Như vậy thì cái sắc tâm này nó do 75 tâm tạo. Chúng ta phải nhớ như vậy. Rồi. Thứ hai là sắc tâm liên quan đến sự cười. Sắc tâm liên hệ đến sự cười. Thì vậy nó nói về sự cười thì chúng ta có hai loại cười. Một là cười mỉm không ra tiếng, thứ hai là cười ra tiếng. Thì trong phần mà tâm lộ cánh giải thích về sáu cách cười, thứ nhất là cười mỉm, mỉm cười không ra tiếng. Thứ hai là có một cách trong cái cười mỉm này đó, nó lại có hai cách. Một cách là cười mỉm mà không hở răng. Cười giống như kiểu cười nhếch mép lên vậy, răng nó không hở ra. Một cách cười mỉm thứ hai là cười hở răng, có hở răng. Cái người mà nhếch mép lên cười, người ta cũng được gọi là người đang cười. Nhưng mà cũng là cách này gọi là cách cười mỉm, nhưng mà không có hở răng ra. Còn cái cười mà hở hai cái chót răng ra, chẳng hạn như cái Đức Phật này khi mà cười á, thì hai chót răng nhọn của Ngài á lộ ra, và từ trong hai chót răng nhọn đó phóng ra những tia hào quang. Cho nên Ngài anh ta thấy được như vậy mới bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì mà Đức Thế Tôn lại mỉm cười chắc là như vậy. Cười mỉm này có cái hở răng. Thứ hai nữa là cười thành tiếng. Cười ra tiếng này nó có nhiều cách, rất là nhiều cách. Cái này như vậy thì chúng ta thấy là cái cười ra tiếng nhỏ cũng có nè, như cười như hay nè, thì ra tiếng nhỏ, rồi cười ra tiếng lớn, ha 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 chẳng hạn, đó là cười ra tiếng lớn. Rồi hoặc là cười rung toàn thân, rung mạnh toàn thân, cười thân mạnh lắc lư vậy, cười rung động, hoặc là cười mà nghiêng ngửa rồi ra nước mắt luôn, có những người mà cười ra nước mắt luôn, như vậy. Thì đó là cái, nhưng mà tóm gọn có hai chuyện cười,
Tức là liên hệ tới sự cười đó là cười mỉm và cười ra tiếng. Thì khi mà có sự cười đó, tức là những tâm phải đồng sanh với hỷ hay là bi tí. Những tâm này phải đồng sinh với hỷ hay là nhớ là bi tí, tức là tâm sở hỷ. Những cái tâm này mà đồng sanh như vậy thì có tất cả là 13 tâm. Tức là những tâm mà cười á, làm cái liên hệ tới sự cười đó thì là có 13 tâm. Thì 13 tâm này nó phải đi chung với thọ hỷ. Thì 13 tâm thọ hỷ này nó còn có là gì? Thứ nhất là chúng ta có là 4 tâm tham thọ hỷ. Rồi tâm sinh tiếu. Tâm sinh tiếu là tâm của vị thánh A-la-hán á. Tâm sinh tiếu. Rồi 4 tâm đại thiện thọ hỷ. Và 4 tâm duy tác giới thọ hỷ hay là 4 tâm tố thọ hỷ. Vậy tổng cộng chúng ta có 13 tâm đồng sanh với thọ hỷ là làm cái tạo ra sắc tâm liên hệ đến sự cười. Cái gì ghi chép được chưa? Được rồi á. Dạ bạch sư xong rồi ạ. Chưa xong hả? Dạ bạch sư chúng con xong rồi ạ. Để sư bôi được rồi ạ. Bôi rồi lấy khoảng trống để tiếp. Rồi. Rồi tiếp theo nữa chúng ta tìm hiểu tới sắc tâm liên quan tới sự khóc. Sắc tâm là liên hệ đến sự khóc. Nên sự khóc thì nó có hai tâm, đó là hai tâm sân. Hai tâm sân là nó tạo ra cái sắc tâm liên hệ tới cái sự khóc. Bây giờ sắc tâm thứ tư là sắc tâm liên quan đến các kiểu quan nghi. Rồi tâm sân nó tạo ra khóc là phải rồi. Cho nên cái người mà vui quá mà khóc á là cái người cũng do tâm sân á. Mọi người mà muốn mắt nghe một cái câu chuyện về mà gọi là một câu chuyện mà lâm ly bi đát này kia đấy hãy bạn. Rồi chảnh lòng ướt nước mắt ra cả hệ các bạn. Thì người đó tưởng là chuyện bình thường, nhưng mà đó chính là cái tâm sân đó, nó đang điều xử đó. Nó chính là bị thọ ưu được trong đó. Cho nên lúc đó cần phải tỉnh táo nhận định là khóc là tâm sân. Mà tâm sân là tâm bất thiện. Mà ai đã tâm bất thiện thì nó cho cái quả không được tốt đẹp như vậy. Thì ráng kìm nén lại. Có những người mà khi người thân mà mất đi đó, người chịu đựng không nổi phải khóc lên cho hệ các bạn. Thì khóc lên tưởng là tỏ ra là thương tiếc người thân, nhưng mà ngay lúc đó là cái tâm đó lại là cái tâm sân. Tâm sân như vậy mà. Hay là gặp người thân về mừng quá là xỉu. Mừng quá hay là có một cái gì đặc biệt đó, cái hạn vậy. Thì là bị ngã xỉu suốt. Cái gì? Cái một cái hạnh phúc mới lớn ập nhiều quá đó. Người đó ngã xỉu suốt. Mọi người đó không biết đó là cái tâm sân như vậy mà. Rồi chúng ta cái điểm thứ tư là sắc tâm liên hệ tới đến thiểu quan nghi. Thì cái thiểu quan nghi này chúng ta sẽ có là như là cho tay, cho chân, duỗi tay, duỗi chân như hạn như vậy, hay là mặc y, hay là mang bát, hay là vác nặng, vân vân. Hay là chúng ta quét chánh điện, quét bảo tháp, quét nhà, đó là những cái tiểu quan nghi. Hay là súc miệng, rửa mặt, vân vân. Thì đó là những cái tiểu quan nghi rất là nhiều, đa dạng. Thì cái tâm nào mà liên hệ đến các tiểu quan nghi đây?
Ví dụ như khi chúng ta cúi xuống hoặc ngẩng lên, thì ngó bên trái hay ngó bên phải vân vân, thì tất cả những cái đó nó cũng là một biểu nghi, cũng dễ nhận biết được. Nhưng mà những người chúng ta khi mà chớp mắt chẳng hạn, vậy hay là khi nháy mắt chẳng hạn, hay khi mà nheo mắt chẳng hạn, vậy thì cái đó cũng gọi được gọi là cái tiểu oai nghi, hoặc là há miệng ra, hoặc là nhai, hoặc là nuốt vân vân, thì nó cũng là những cái tiểu oai nghi. Thì những cái tiểu oai nghi này nó có 32 tâm làm cho cái tiểu oai nghi, đó là tâm khai lý mô. Nó có 32 tâm tạo ra cái tiểu oai nghi. Có 32 tâm tiểu oai nghi tạo ra các tiểu oai nghi. Đó là thứ nhất là tâm khai lý mô. Rồi. Hai chính động lực giới. Hai chính động lực trụ giới. Nè, ai học chi pháp có thể nhớ lại 29 tâm động lực giới này, tức là những tâm này chỉ làm một cái việc là động lực thôi. Tức là nhận biết xử lý với cảnh, nhận cảnh và xử lý cảnh, giống như là hai cái tâm mà chống ná này đó. Nếu dục giới là cam quá chán ná, chống quá ná. Cam áo quá cha đá, cha quá ná chức tăng, tức là tâm động lực trục giới. Thì tâm động lực trục giới này nó có chức năng là gì? Là nó nhận được cảnh và nó xử lý cảnh đó. Nó cũng giống như là một cái đơn của một cái người nào đó xin việc làm. Cái đơn này đưa được trình lên ông giám đốc. Thì ông giám đốc xem cái đơn xong, hiểu được cái nội dung cái đơn, và ông mới quyết định là nhận hay không nhận cái người xin việc này. Tức là xử lý với cái đơn đó, cái đơn nó ví như cảnh. Còn ông giám đốc ví như cái tâm cháu bánh á này, tức là tâm động lực này. Và xử lý được cái đó là đối với cảnh đó, là quyết định nó cảnh nó là tốt, cảnh nó là xấu, cảnh nó cần nên giữ lấy, cảnh nó hay cần nên buông bỏ đi, đặc biệt như vậy. Đó là cái xử lý đối cảnh. 29 động lực giới này nó gọi với những người nào học chi dụ pháp thì có thể nó bắt được rõ. Bây giờ chúng tôi liệt kê ra cho những người mà chưa làm quen được cái gì pháp, thì 29 tâm lực trục giới này còn có là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện là 8 tâm sân, 8 tham, 2 tâm sân, 2 tâm si đó. Tới cộng do tâm sinh tiếu. Rồi, nó cộng do 8 đại thiện. Rồi nó cộng ra 8 đại tốt. 8 đại tốt là tâm duy tác giới vô nhân đó, tức là vũ trình của gì cho vị thánh A La Hán đó, và 2 tâm thông. Nói 2 tâm thông có thể tạo ra những tiểu oai nghi mình như thế nào. Ví dụ như giống như Đức Thế Tôn ngài hóa hiện ra một cái đường đi kinh hành ở trên hư không vậy đó, thì ngài đi trên hư không nè, thì khi mà ngài đi như vậy, ngài có thể là bước tới, ngài có bước lui, hoặc là ngài xoay bên phải, ngài xoay bên trái, thì rõ ràng là cái tâm thông của Đức Thế Tôn này sử dụng đó chính là tâm thông thuộc về tâm đại tố, tức là một cái tâm thông của vị thánh A La Hán. Còn người phàm nhân cũng vậy, thì có thể là những vị đạo sĩ có thắng trí như Bồ Tát chúng ta, có những kiếp làm đạo sĩ có thắng trí, ngài đi trên hư không,
tìm ngày đi tới, ngày đi lui, hoặc từ thân không ngày hạ xuống, thì từ thân không hạ xuống cũng là một cái tiểu quan nhi. Cho nên rồi từ nơi thân thất của ngài, ngài đi lên thiên không cũng bằng cái tiểu quan nhi chẳng hạn như vậy. Và trong khi mà đi trên thiên không vậy, có thể ngài ngó bên phải thì có thể ngài ngó bên trái, thì trường hợp này là một phàm nhân, cho nên cái tâm không này được gọi là tâm không thiện chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta có là 29 tổng lực trục giới là như vậy, thì là 12 tâm bất thiện cộng cho tâm sinh tiếu là 13, 13 cộng cho 16, thì như là không có hai tâm thông thì phải. Nếu có thêm hai tâm thông, nó có 32 tâm, đúng 32 tâm, tức là 29 tâm tổng lực giới cộng với tâm thay mô là 30, 30 với 16 nữa là 36, 36 cộng cho 5 thay với mô cộng cho 2 tâm bất thiện, đổi tâm thay mô cộng 29 tổng lực thành ra là 30, 30 cộng với 2 tâm thông nữa thành ra là ở đây thành là 32 tâm. Thì đây nói là 29 tổng lực giới thôi, thì chúng ta sẽ có là 12 tâm bất thiện cộng với tâm sinh tiếu là 13, 13 cộng với 16 tâm nữa là 8 đại thiện, rồi cộng cho 8 đại tố nữa trở thành 29 tâm lực giới, rồi cộng thêm 2 tâm thông nữa nó thành thành 32 tâm, tức là có 32 tâm tạo ra các tiểu quan nghi. Quý vị nắm bắt được chỗ này chưa? Thì sư hình như cộng là nó là 31 đó sư. Sao 31 được? À, tâm thay môn là 1 đúng không? À cộng thêm tâm thay môn rồi. Chính động lực giới là 30 rồi đúng không? À rồi rồi rồi. Hai tâm thông nữa là 32, sao 31 được? À con không thấy cái tâm khai môn vậy. Hả? À tại vì con không có thấy cái tâm khai môn, cái sự giờ con thấy rồi. Dạ. Yeah. Mình thấy chưa? Dạ rồi con thấy rồi, con thấy rồi. Dạ, đủ chưa? Đủ 32 chưa? Đủ rồi phải không? Vậy mà sơ đủ rồi. À, đủ rồi vậy. Thì có 32 tâm này tạo ra cái những sắc tâm liên hệ tới tiểu quan nghi. Thôi được chưa? Thôi nha. Dạ bạch sư được. Dạ bạch sư được ạ. Chúng ta tới cái phần thứ năm nha. Phần thứ năm là những cái sắc tâm liên quan tới cái sự như là sự nói. Đúng rồi. Và sắc tâm liên quan đến sự nói. Thì sự nói này thì là bao gồm nhiều cái cách, ví dụ như cách nói bình thường cũng có, rồi cách nói giả dạng cũng có. Tức là cách nói mà nhái giọng đó. Ví dụ như có những người mà có khả năng nhái ra những cái tiếng ớt, tiếng chim, tiếng cọp, tiếng vân vân, đại khái như vậy. Hoặc là nhái từ cái tiếng giống như tiếng người này chẳng hạn như vậy. Có nhiều người có cái khả năng làm như vậy. Thì cái liên quan đến sự nói thì cũng giống như là đọc sách nè, rồi tụng kinh nè, rồi kể chuyện nè, rồi ca hát nè, rồi ngâm kệ nè, ngủ quên. Nói chung là có những cái sắc tâm mà liên hệ tới sự mà phát âm thanh được gọi là sự nói. Cái nói này có một cái sự chủ ý đàng hoàng chứ không phải là không. Có những người nói cố tình để mà làm cho cái giọng nói mình nó nhẹ nhàng đi, nó im dịu, nó nghe nó mát dịu cái hạn vậy. Cái người có cố tình làm giọng nói mình nó đổi giọng. Ví dụ như nói cách bình thường không nói đâu, nhưng mà có cách là uốn éo cái giọng chẳng hạn vậy.
Nhưng mà uốn éo như vừa thôi thì còn hay hay, uốn éo nhiều quá thì có chừng bị ngọng đấy. Ví dụ như giờ một cái người nói bình thường là nói đi về như vậy thì người ta cũng hiểu rồi, nhưng mà nếu mà có cái sửa giọng chăng á thì nói à đi về thì người ta cũng nắm bắt được. Nhưng mà sửa giọng như vậy thì nó cũng được hay rồi, nhưng mà sửa giọng nhiều quá đó thì nó trở thành là ngọng nghẹo liền, ở đi về chẳng hạn như vậy thì nó rất là phức tạp rồi. Cho nên cũng sửa, có sửa cũng sửa vừa vừa thôi, rồi sửa nhiều quá coi chừng bị tật nguyền. Thì sắc tâm mà liên quan đến sự nói thì nó gồm có như bao nhiêu tâm, thì cái tâm mà điều hành sự nói này cũng có là 32 tâm, cũng có 32 tâm điều hành sự nói. Nó tùy theo cái tâm như thế nào thì nó phát xuất ra tự cái sự nói như thế đó. Có người nói cái giọng nói rất là hùng mạnh, hùng dũng vậy nè, nếu như khi mà tâm sân nó khởi lên á, người đó cũng nói nhưng mà nói cái tiếng nói giống như là la hét, hoặc là cái nó giống như là gằn giọng, hoặc là cái nói giống như là hâm dọa chẳng hạn vậy. Cái khi mà cái tâm nó thoải mái thì nói một cách êm ái, nói một cách nhẹ nhàng, nói một cách rất là tốt đẹp chẳng hạn. Và tùy theo những cái tâm này thì cũng 32 tâm điều hành, giống như cái 32 tâm trên chẳng hạn vậy. Thì rồi chúng ta sẽ thấy nó gồm có là, nếu là đọc lại thì chúng ta sẽ có là tâm khai với môn, đoạn ra 29 thống lực cùng giới, rồi cộng ra 2 tâm thông, tâm thông cũng có thể nói được. Với những trường hợp giống như vậy đang sử dụng tâm thông đi trên thương không vậy đó, thì gặp những gì chư thiên cũng có thể nói chuyện. Thì đó là tâm thông là điều khiển sự nói. Ví dụ như Đức Thế Tôn chúng ta trong cái lần mà thể hiện tâm thông, ngài hóa ra một cái vị hóa Phật giống như ngài, rồi hai vị hiện Phật và hóa Phật vấn đáp pháp với nhau, thì rõ ràng là trong tâm thông này nó tạo ra cái sự liên quan sự nó. Rồi thứ sáu là sắc tâm liên quan đến bốn hoài nghi, tức là bốn tứ hoài nghi đó, tức là đại hoài nghi đó. Thì đó là cái sự đi dài, đi đây không phải đi đường ngắn đâu, đi đường ngắn nó thuộc về tiểu hoài nghi. Ví dụ đi dạo trong cốc chẳng hạn vậy, hay là đi trên một cái khoảng đường khoảng chừng 1-2 cây số thì cái này được gọi là tiểu hoài nghi. Rồi đi đường dài, đi từ cũng là đi bộ mà đi từ cái thành phố này sang qua thành phố khác chẳng hạn, thì đó là thực sự là đại nguyên nghi đó, đây là đi đường dài, đứng ngồi hoặc nằm, tâm điều khiển cái đại nguyên nghi này cũng có 32 tâm như phía trên vậy, tức là cũng giống như cái tâm liên quan tới sự nói. Thứ bảy là sắc tâm kiềm giữ, liên quan tới sự kiềm giữ. Bốn hoài nghi. Khi là chúng ta cái người mà có tâm yếu đuối á, khi đi á thì họ sẽ không đi một cách vững vàng đâu, mà họ đi một cách lảo đảo. Khi ngồi họ cũng không ngồi một cách vững vàng được, mà họ ngồi nghiêng tới nghiêng lui này kia. Thì có những cái gì hình giả ngồi mà lưng không thẳng, thì cứ gập xuống cái hệ như vậy. Thì mặc dù tâm mà muốn lưng thẳng mà chút xíu nữa thì là cứ cúi gập xuống, hoặc là nghiêng bên phải nghiêng bên trái như vậy. Thì đây là cái những cái tâm nó không có liên quan tới sự kiềm dẫn bốn quan nghi. Nếu như một cái quan nghi được kiềm dẫn giống như một cái người ngồi thiền, người có thể ngồi 2 giờ hoặc là ngồi có thể ngồi
ba giờ hoặc người có thể ngồi một giờ mà ngồi rất là thẳng băng, ngồi nhưng mà không cục cựa, không nhúc nhích, không lay động, thì nó được gọi là tâm liên quan đến sự mà kiềm giữ quay ngồi. Hoặc là khi một người nằm, nằm từ buổi sáng cho đến khi nằm giờ từ buổi tối cho đến gần sáng vậy đó, cái tư thế nằm vẫn như y nguyên như vậy, không có gì thay đổi hết. Ở đây là cách mình kiềm giữ về cái quay y nằm. Ở trường hợp mình kiềm giữ quay y nằm này, trong thời Đức Phật có một cái vị thánh A La Hán tên là Kailasanti. Cái giá sinh lý này được dịch là tịnh thân á, là sinh tá, lỗi bộ rồi. Cái vị này có tên là sinh tá ca vô. Sinh tá là yên lặng, nghe. Rồi cái giá là cái thân, nên được dịch là tịnh thân. Cái vị này á, sau khi mà đi bát về đó là nằm yên ở trong cốc, sáng hôm sau lại mới đi ra. Các vị tỳ khưu mới than phiền là tại sao vị này về đi bát về rồi xong vô cốc không có cùng các vị tỳ khưu để lo những phận sự trong cái tự viện. Đức Phật ngài mới nói rằng cái vị này đó trong cái tiền kiếp là năm trong cái đã có 500 kiếp làm sư tử vương. Tức là sư tử chúa đó, con sư tử chúa nó nằm á, thì nó nằm nghiêng qua bên vậy nè, mà khi mà nó ngủ 7 ngày, ngủ liên tục, nó săn mồi xong rồi nó về cái hang đó, nó nằm như cái thấy nằm sư tử. Trong kinh điển chúng ta nói là nằm trong đế nằm sư tử đó, thấy nằm sư tử có nghĩa là một tay phải để lên để coi rồi kê đầu, rồi thân nằm thẳng lên. Ở chân trái đặt lên chân phải, cái phía bên ta không trái được đưa lên trên ở bên trên hư không, tức là hướng về hư không đó. Còn cái thân phải thì mà nằm tiếp chạm với cái mặt nằm như vậy, cho nên mình không có ép cái tim, tại vì cái tim nằm phía bên tay phải được hướng lên hư không rồi, thì ra nó không bị ép tim. Và nằm như vậy để hai chân thẳng băng xếp lên nhau thẳng băng, chân trái nó chạy chồng lên chân phải như vậy. Nghĩa đó rất một thời gian rất là lâu được gọi là kiềm giữ quay nghi nằm. Thì ở trong tiền kiếp ấy, ngày Sanh Tát Ca Vô này là có 500 kiếp nằm là sư tử vương. Một khi mà sư tử vương mà đi săn mồi xong mình về trở về trên hang nó nằm yên vậy 7 ngày, rồi sau khi nằm 7 ngày thức giấc vậy mà thấy là cái chân của nó bị nhích ra cái chỗ khác thì nó biết là trong khi ngủ nó đã bị không có được kiềm vững rồi, nó quay nó đặt trở lại và nó tiếp tục nằm ngủ nữa. Đến khi nào mà khi thức dậy mà thấy cái chân nó không có rời ra thì bắt đầu nó mới đứng dậy. Rồi sau khi đứng dậy rủ lông cho sạch sẽ, nó bước ra khỏi hang với rống mà tiếng rống của sư tử, và những con thú rừng nghe này chạy tán loạn hết, và nó canh nó thấy được một con nào á mà có khả năng nó chụp được thì nó phóng xuống nó chụp, và không hề sai sót một cái, nghĩa là không hề sai tật một cái điều nào cả, tức là không sai tật được cái con, và nếu mà nó đã chụp rồi thì là không có thoát khỏi được cái tay nó. Cho nên vị này có một cái gọi là một cái thường cận duyên, hoặc là một cái tiền chuyên bạch đó, cho nên nằm yên như vậy. Cho nên nói các vị thì cô đừng có than phiền gì đó gì tánh A La Hán vậy mà. Để cái sự cách tâm này thì liên quan đến sự là kiềm chỉnh bốn bệnh nghi nha. Thì cách tâm mà liên quan tới sự kiềm chỉnh bốn bệnh nghi này nó có tất cả là 58 tâm. Có 58 tâm tạo ra sắc tâm. Kiềm vững 40 nghi.
Tức là 58 năm đó là thứ nhất là tâm khai ý môn. Hai chính tâm lực giới. Hai tâm thông. Và 26 động lực có. Cái danh từ động lực kiên cố này chỉ cho tâm thiền tâm thiện hoặc là tâm đáo lại của bài thiện như vậy. Thì 26 động lực kiên cố này chúng ta sẽ mở mặt chúng ta là 26 động lực kiên cố. Cái chữ động lực kiên cố thì chúng ta không hiểu ngay đó là cái tâm thiền rồi. Tâm thiền là tâm nhân á. Ai ra là tâm động lực kiên cố này nó bằng là chính tâm thiện đó lại. Chính năm này nó lại đó chính là năm tâm thiền thiện sắc giới và bốn tâm thiền thiện vô sắc giới. Gọi là chính tâm thiện đáo đại cộng cho chính tâm di tác đáo đại, chính tâm bố đáo đại và cộng cho tám tâm siêu thế. Như vậy là 9, 9, 18 cộng với 8 là 26 tâm. 26 tâm thì được gọi là động lực kiên cố. Thì tổng cộng sẽ có là 58 cái động lực. 58 tâm tạo ra sắc tâm kiềm những 40 nghi. Bây giờ chúng ta cũng phải tìm hiểu thêm một cái một chi tiết nữa, nếu như không thì có sẽ có sự nhầm lẫn thì phải lên. Ở đây chúng ta cần phải biết rằng là hai tâm thông là những tâm nào. Thì dĩ nhiên hai tâm thông là chúng ta sẽ có là tâm thông thiện. Tâm thông thiện này là chỉ cho phàm nhân và vị thánh hữu học luyện tập thành tựu được thần thông, đó gọi là thông thiện. Thứ hai là thông duy tác, đây là thông tố. Đó là một tên gọi khác của cái gọi cái giá đó, nghĩa là chỉ cho cái thông duy tác. Thông duy tác này là của vị a la hán. Còn thông thiện này là của phàm nhân, là tánh hữu học. Thì chúng ta biết là hai tâm thông nó là như vậy rồi, nhưng cái bản chất của hai tâm thông này là loại nào? Thì cái hai bản chất của hai tâm thông này nó chính là tâm ngũ thiền sắc giới. Cho nên sẽ có một cái thắc mắc rằng trong 26 cái động lực kiên cố đó, và khi chúng ta tính vậy đó thì đã có chính tâm thiện đáo đại. Chính tâm thiện đáo đại này nó đã có là năm tâm thiền sắc giới rồi.
Nó cộng cho bốn tâm thiền, tâm thiền vô sắc giới hay tâm thiền vô sắc giới. Rồi tương tự như vậy là chính tâm tố đó đại, nó cũng chính là có cái năm tâm tố vô sắc giới rồi. Như vậy thì nếu như trong năm tâm thiền sắc giới này, hay là năm tâm tố sắc giới này đã có tâm ngũ thiền sắc giới rồi, thì tại làm sao cộng thêm hai tâm thông nữa? Vậy cũng có thể có là một cái thắc mắc được khởi lên. Bởi vì hai tâm thông này chính là hai tâm thiền, ngũ thiền sắc giới, dù là thiện hay là dù đáo đại thì nó cũng vẫn là ngũ thiền sắc giới. Mà trong chính tâm thiện đáo đại này hay là chính tâm tố đáo đại này đã có tâm ngũ thiền trong đó rồi, thì tại làm sao lại phải kể thêm hai tâm thông nữa? Đây là cũng có thể là một cái thắc mắc rồi được khởi lên, thì cho nên chúng ta cần phải làm rõ cái vấn đề này. Thật ra đó thì cái bản chất của hai cái tâm thông đó nó cũng chính là tâm ngũ thiền sắc giới, nhưng mà tâm ngũ thiền sắc giới không phải là hai tâm thông. Cái điều này chúng ta phải lưu ý một cái điểm chi tiết này nè. Tuy rằng cái năng lực của ngũ thiền sắc giới nó có thể tạo ra những cái điều kỳ diệu, giống như là đi trên hư không, hay là đi trên mặt nước, hay là đi xuyên qua đất, hay là đi xuyên qua núi, vân vân, như thế như vậy. Nhưng những cái tâm ngũ thiền sắc giới nó không tạo ra được điều này, mà khi nó đã tạo ra điều này thì nó chính là tâm thông, mặc dù bản chất nó là như vậy. Và cái hành giả này phải luyện tập rất là nhiều và thông thuộc tất cả những cái đề mục khác nhau, chứ không phải có được ngũ thiền sắc giới là có tâm thông. Không có. Cái người mà chứng đạt ngũ thiền sắc giới thì chưa chắc đã có tạo được cái tâm thông, chưa chắc thành tựu được tâm thông. Nhưng mà người thành tựu được tâm thông từ cái ngũ thiền sắc giới này luyện tập và phát triển lên thì mới thành tựu được cái tâm thông. Cho nên tâm thông ở trường hợp này được xem như là tách ra riêng biệt với tâm ngũ thiền sắc giới, mặc dù tâm thông vẫn được xem như là tâm ngũ thiền sắc giới, nhưng có một cái năng lực đặc biệt hơn, khác biệt hơn chẳng hạn. Cho nên cũng giống như tựa như thế nào, cũng là một khúc gỗ thôi, nhưng mà khi mà khúc gỗ này được cưa, được xẻ, được bào, được làm cho nhẵn bóng đóng thành cái bàn, thì cái bàn nó lại khác với khúc gỗ bình thường. Bởi vì cái bàn nó có nhiều cái công dụng hơn, một cái khúc gỗ bình thường nó không có công dụng. Nhưng mà cái người ta từ khúc gỗ đó người ta làm ra một cái bàn, hoặc là một cái trang thờ chẳng hạn như vậy, thì cái trang thờ lại có giá trị hơn là một cái khúc gỗ bình thường. Như thế nào thì cũng vậy, tâm thông này nó cũng từ cái ngũ thiền mà ra, nhưng mà nó lại có những năng lực đặc biệt, những năng lực kỳ diệu, cho nên thì được tách riêng ra để nói lên một cái ý nghĩa là cái năng lực kỳ diệu, năng lực phi thường, năng lực siêu nhiên của cái loại tâm ngũ thiền này khi nó đã phát triển theo một cái chiều hướng đặc biệt như vậy. Cho nên mới kể thêm hai tâm thông dài dòng cũng đó. Đó là cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý, tức là phần ghi chú ở trong cái bản học của chúng ta, trong bài học của chúng ta. Như vậy thì sau khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy thì chúng ta sẽ biết thêm đối với loại sắc tâm này, khi mà thực hành á thì cái một hành giả mà với nhà có cái định được tốt đẹp nha, có thể gọi thấy những đoàn calabá, tức là thấy được những cái đoàn sắc. Thì trong cái 15 sắc tâm này luôn cả những sắc nghiệp với sắc tác nữa, thì chúng ta sẽ có 15 sắc tâm này, chỉ nói riêng 15 sắc tâm này thôi, thì có 10 sắc hiển lộ. Và có 5 sắc không hiển lộ. Cho nên khi mà thực hành thiền tập rồi đó, mà cái định nó đã được phát triển ở giai đoạn cận định rồi đó, thì khi mà rọi ánh sáng định quét qua những cái luồng sắc
là sắc nghiệp và sắc tâm, hay là sắc vật thực, hay là sắc thời tiết. Thì nó đối với sắc tâm này thì có 10 sắc hiện lộ. 10 sắc hiện lộ thì nó là gì? Thứ nhất là sắc thân, sắc cảnh thân. Thứ hai là sắc ảnh sắc. Thứ ba là sắc cảnh xúc. Cái sắc cảnh xúc này nó gọi có ba chất. Cái ba chất này gom chung nó gọi là sắc cảnh xúc đó. Thì nó bao gồm ba chất, đó là đất, nghiệp, gió. Bởi vì sắc nước nó là một loại sắc tế mà chỉ cảm nhận được bằng tâm thôi, chứ không có thể nhìn thấy được qua cái ánh sáng nào cả. Tức là nó có sự kết dính lại hoặc có sự thấm định ra mà thôi. Và sự kết dính cái thấm định ra đó thì là mình cảm nhận được bằng tâm. Thì như vậy đây nó có tới năm sắc kỳ dị. Năm sắc kỳ dị này mà trước chúng ta học rồi, đó chính là hai sắc biểu tri và ba sắc đặc biệt. Vậy đây là cái 10 sắc hiển lộ. Tức là sắc cảnh thinh là 1, sắc cảnh sắc là 2, 3 sắc cảnh xúc là 5, 5 sắc kỳ dị nữa là 10. Để nữa gọi là 10 sắc hiển lộ, còn 5 sắc không hiển lộ. Đó là nước, hư không, rồi mùi, vị và vật thực. Năm sắc này nó không có hiện bày ra rõ, cho nên khi cái tâm định mà quét qua thấy được cái đoàn cá lá bá đã là giỏi rồi. Và nếu như định mạnh nữa thì sẽ thấy được những cái sắc mà trong khi năm cái loại sắc này, sắc nước, hư không, mùi vị và vật thực không thấy. Cho nên được cái này được là năm sắc là không có hiển lộ. Thì ở trong 15 sắc tâm nó có 10 sắc hiển lộ và năm sắc không hiển lộ. Thì cái sắc thinh của tâm á, nó lại do cái nhân gần rõ tâm tạo ra. Tức là cái sắc thinh này á, nó lại là chính là do nó được gồm chung ở trong cái sắc gọi là ngữ biểu tri. Và sắc ngữ biểu tri á, nhân gần cũng như ngữ biểu tri á, nó chính là chất đất cho tâm tạo. Chính là chất đất do tâm tạo này nó hình thành, nó là cái nhân gần, tức là bát đất thanh á. Nếu là nhân gần, nếu là nhân trực tiếp á, nó tạo ra các nữ biểu tri. Rồi sắc gió, hay sắc gió do tâm tạo. Nó tạo ra là cái chất là thanh biểu tri. Thì có một cái người, có một cái sư phụ tử cũng mắc về cái vụ này. Tại sao là chất đất thì do tâm tạo nó tạo ra ngữ biểu tri, rồi chất gió do tâm tạo tại sao nó tạo ra cái thanh biểu tri? Thì cũng có một cái thắc mắc như vậy nó được khởi lên. Thì sẵn đây nó có giải thích rồi, nhưng mà sẵn đây chúng giải thích thêm để làm giàu cái sự hiểu biết cho các chị thôi. Bởi vì cái ngữ biểu tri
là ngữ gọi là ngữ biểu tri, do người đó sử dụng âm thanh để mà bày tỏ ý muốn của mình, ví dụ như là kêu gọi hay là hét hay là la, đúng không? Những cái tiếng đó, kêu gọi hét la, nói là những cái tiếng nói đó được gọi là ngữ biểu tri, bởi vì nó do nhờ âm thanh làm cho người khác hiểu được ý muốn của người đó như thế nào. Như vậy, ví dụ như một cái người mà giận mà trừng mắt lên, khi mà trừng mắt lên nhìn người khác cái hệ vậy thì cái đó phải là ngữ biểu tri không? Không. Vì sao? Vì nó không có âm thanh. Thì cái người mà giận mà trừng mắt lên nhìn người khác thì người khác biết cái người kia đang giận mình, như thế như vậy. Thì cái người kia biết người khác đang giận mình vậy bằng cách là người khác đang trừng mắt lên mình vậy, thì cái người đang trừng mắt nó không phải là ngữ biểu tri mà nó là thân biểu tri. Bởi vì dùng thân để bày tỏ cái ý muốn của mình cho người khác biết mới gọi là thân biểu tri, còn dùng cái lời nói để cho người khác biết được ý muốn của mình thì được gọi là ngữ biểu tri. Thì hai cái định nghĩa này là chúng ta thấy nó rất là rõ ràng như vậy. Thì bây giờ cách tất là do cái tâm tạo nó tạo ra ngữ biểu tri. Rồi sao? Bởi vì cách tất là nó có một cái cách gọi là cứng, cách cứng. Cách tất nó có sáu sao lập tính là cứng, mềm, thô, mạnh, nặng, nhẹ. Thì cái cách đất mà nó tạo ra ngữ biểu tri, tức là nó tạo ra âm thanh, nó chính là cách cứng này. Ở cách cứng này nó mới tạo ra được âm thanh. Ví dụ như chúng ta dùng một thanh tre, chúng ta gõ lên mặt bàn, thanh tre nó có cách cứng của cái thanh tre đó. Hay là cái dùi chuông nó cứng, nó chạm vào cái chuông, rồi cái chuông cũng có chất cứng, và chất cứng đó là đất. Hai chất cứng nó gặp nhau nó phát ra âm thanh, cho nó phát ra âm thanh thì mới có một cái ngữ biểu tri này. Thế gọi là, tức là chất đất do tâm tạo này, tức là cái chất cứng đó do tâm tạo ra, và chất cứng cát thì cũng do tâm tạo ra. Thì hai chất này nó chạm nhau, nó phát ra âm thanh, được không? Rồi một chất đất mà chất mềm á, cái mềm mà nó chạm cho cái cứng thì nó không phát ra âm thanh. Và điển hình giống như chúng ta thấy là một cái sợi tóc mà rơi trên mặt bàn thì nó không có tạo ra âm thanh. Bởi sao vậy? Bởi sợi tóc nó mềm. Hoặc là một cái bông vải, cái bông vải mà nó chạm trên mặt bàn thì nó cũng không phát ra âm thanh. Bởi sao? Bởi vì cái bông vải đó nó mềm. Hoặc là miếng lụa nó mềm, cho nên nó quét lên cái mặt bàn, mặt bàn cũng không có tạo ra âm thanh. Nhưng một cái khúc cây mà chạm vào mặt bàn thì lập tức nó phát ra cái âm thanh này. Tức là cái chất cứng của cây nó chạm vào chất cứng của mặt bàn thì nó phát ra âm thanh. Còn chất mềm của đất và chất cứng của đất thì nó không tạo ra âm thanh. Cho nên vì mà chất đất do tâm tạo mà tạo ra ngữ biểu tri. Bởi vì ngữ biểu tri là phải có âm thanh để mà người ta hiểu được ý muốn của mình. Mà giờ nếu không có âm thanh thì nó sẽ không có ngữ biểu tri. Thì chẳng hạn như mình nhếch mép cười, thì cái nhếch mép cười đó tức là cái nhếch mép cười cho người ta biết là có một cái trạng thái là khinh dễ hay là khinh bỉ hay là không có đồng ý chẳng hạn như vậy. Thì cái nhếch mép cười đó nó không có thành tiếng, mà đã không thành tiếng thì nó không phải là ngữ biểu tri. Thì mặc dù nó sử dụng cái miệng nhưng mà nó không phải là ngữ biểu tri, mà nó lại là cái thân biểu tri. Thân biểu tri nó nhất nét cười vậy. Nó không có thành tiếng mà bây giờ nó có thành tiếng thì bây giờ nó trở thành là ngữ biểu tri. Chúng ta phải lưu ý hai cái vấn đề này. Bao giờ có thành tiếng, có cái tiếng phát ra thì lúc đó mới trở thành là ngữ biểu tri, còn không thì sẽ chỉ có cái thân biểu tri thôi. Cho nên cái gió cho tâm tạo, tại sao nó là cái nhân vần để cho thân biểu tri? Bởi vì thân có lay động được người ta mới biết được cái ý muốn của mình. Ví dụ như đưa tay mình ngoắt, thì khi mà đưa tay ngoắt thì người ta mới biết được mà cái ý muốn của mình là muốn kêu người ta tới, muốn kêu cái ai đó tới chẳng hạn vậy. Thì như là cái thân nó phải lay động. Hoặc là khi người nào nó nói một điều gì mà mình không đồng ý, mình lắc lắc cái đầu, mình lắc đầu mình không đồng ý, thì cái lắc đầu đó chính là cho cái gió làm cho lay động. Hoặc là nếu mình đồng ý thì mình gật đầu, thì cái gật đầu đó cũng là do chất gió nó làm cho cái thanh tay động.
À, cho nên cái chất gió do tâm tạo này nó tạo ra cái, nó chính là cái nhân lần do cái thân kinh này. Yes. Nếu mà cái thân kinh yên, người ta đâu biết được là cái người kia là có ý muốn như thế nào đối với mình đâu. Yeah. Nhưng mà người ta, nếu mà kinh yên mà mắt trừng lên, thì khi mà mắt trừng lên như vậy thì con mắt nó bị lay động. Mà cái mắt nó bị lay động là do chất gió là ra. Thì chất gió này do tâm tạo, nó tạo ra cái thân biểu tiên như vậy. Vậy còn nếu mà mắt bình thường, nó không nháy không gì hết, thì cái người khác có biết được cái ý muốn của cái người kia đâu. Rồi chỉ khi nào thân lay động thì người đó mới biết được cái ý của người đó là như thế nào. Rồi, thí dụ như mình đi thì người ta mới biết là à, cái sự đi của người này là như thế này thế kia. Thì chúng ta cũng thấy rằng do chất gió, tức là nó có một sự kiện lay động của thân, rồi cho nên chất gió do cái tâm tạo này nó tạo ra, nó là nhân gần do cái thân biểu tri. Nên khi mà cái ngữ biểu tri á, tức là nó phải có âm thanh. Âm thanh này chính là chất cứng của đất. Những cái chất mềm của đất đất cũng còn không tạo được âm thanh, thì chất nước của nó cũng không tạo ra được âm thanh, hay là chất nhiệt nó cũng không tạo ra âm thanh, hay là chất gió, tức là nó di chuyển lay động cũng không tạo ra cái âm thanh. Mà chỉ có chất đất do tâm tạo mới tạo ra cái âm thanh, và chất đất do tâm tạo thì tạo ra âm thanh, nó mới trở thành là cái ngữ biểu tri. Cho nên nhân gần của ngữ biểu tri chính là chất đất do tâm tạo, mà cụ thể là chất đất là chất cứng của đất, chứ không phải là chất mềm hay là chất nhẹ nữa. Một hạt bông vải, một cái hạt bụi thôi. Trong một hạt bụi đó nó có chất đất nằm trong đó, chứ không phải không có đâu. Nhưng mà nó ba vậy là này, hạt bụi này có tính chất nhẹ. Ở trên cái hạt bụi này nhẹ này, nó bám, nó chạm trúng cái bàn chẳng hạn, hay là một cái ghế chẳng hạn, thì nó cũng đâu có phát ra âm thanh đâu. Thì chất nhẹ nó không phát ra âm thanh, mặc dù nó chỉ là chất đất. Cho nên khi mà phát ra âm thanh thì chất đất này phải là chất đất cứng nha. Rồi, thì chúng ta mới thấy như vậy. Bây giờ chúng ta quay qua về cái mặt gọi là tâm tạo ra các loại sắc, những loại sắc tâm đó, tức là 7 loại sắc tâm, 7 loại sắc do tâm tạo ở trên. Liên quan ở trên do tâm tạo như thế nào, tức là bây giờ ở đây cái phần này chúng ta tìm hiểu là những tâm nó tạo ra sắc pháp, từng cái tâm nó tạo ra sắc pháp như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thứ nhất là bốn tâm tham hỷ, nhớ là chúng ta có bốn tâm tham thọ hỷ theo bản nghiêm chi pháp đó. Thì bốn tâm tham thọ hỷ nó tạo ra được là bốn tâm tham thọ hỷ này, nếu mà tính theo tâm tâm sở đồng đầu thì nó cộng cho 22 tâm sở. Bốn tâm tham thọ hỷ này và 22 tâm sở hợp với bốn tâm tham thọ hỷ này, nó tạo ra được tất cả là 6 loại sắc tâm. Ở đây chúng tôi nói chỉ là sắc tâm, loại sắc tâm thôi nha, chứ chưa nói đoàn sắc tâm nha. Chỉ nói là loại sắc tâm thôi. Thì là 4 tâm tham và hỷ và 22 tâm giao hợp với 4 tâm tham và hỷ đó, nó tạo ra là 6 loại sắc tâm. Sáu loại sắc tâm nó là gì? Trong 7 loại sắc tâm đó, vì nó là thọ hỷ, cho nên nó là 7 loại sắc tâm ở trên đó. Tức là sắc tâm thông thường, rồi sắc tâm liên quan đến sự cười, rồi sắc tâm liên quan đến sự khóc, rồi sắc tâm liên quan tới tiểu quay nghi, rồi sắc tâm liên quan tới sự nói, rồi sắc tâm liên quan tới đại quan nghi, rồi sắc tâm liên quan tới kiềm vững đại quan nghi, tức là 7 loại sắc tâm đó. Thì 4 tâm tham thọ hỷ và 22 tâm sở hợp nó tạo ra 6 loại sắc tâm, và 7 loại sắc tâm nó bằng là
bảy loại sắc tâm, trừ nghe sắc tâm liên quan tới sự gốc. Thì chúng ta biết rằng cái tâm sân nó tạo ra cái sự khóc. Ở đây bốn tâm tham vào thủy thì nó không thể nào mà nó tạo ra sự khóc được. Nó chỉ có thể tạo ra sự cười mà thôi. Rồi cho nên trong sáu loại sắc tâm này thì là trừ đi sắc tâm liên quan tới là sự khóc. Như vậy thì chúng ta nắm bắt được kìa. Quý vị có nắm bắt được không? Hay là chúng tôi phải liệt kê ra? Liệt kê ra mới hiểu. Nếu chúng ta liệt kê ra chúng ta sẽ có là sáu loại sắc tâm này. Thứ nhất là sắc tâm thông thường, cái này học giống như là học một cấp mẫu giáo á. Sắc tâm thông thường tức là sắc tâm đâu liên hệ thông thường á, là một. Rồi thứ hai là sắc tâm liên hệ tới tới sự cười. Vậy thì nó còn hỉ mà. Thứ ba là sắc tâm liên hệ tới sự hoài nghi. Và thứ tư là sắc tâm liên hệ tới nói. Và thứ năm là sắc tâm liên hệ tới đại lợi nghi. Thứ bảy hay thứ sáu là sắc tâm liên hệ tới kiềm vững bốn lợi nghi. Đây là sáu cái trong bảy loại sắc tâm đó là bốn tâm tham vào ý, tức là nó trừ đi cái sắc tâm liên quan sinh thấp thôi. Cái người tâm tham có thể kiềm vững bốn cái nghi vậy, đứng làm như là không có tham như vậy, nhưng mà tâm ý đang muốn thấy đồ của ta, nhưng mà kiềm vững vững lại. Nếu như kiềm người thánh thiện nhưng mà thực sự ở trong tâm là muốn lấy đồ của người ta, đó là cái kiềm vững của một bố quan nghi. Bôi nha, bôi được chưa? Dạ được ạ. Bôi được chưa? Bôi được rồi phải không? Dạ. Dạ. Đó. Để than phiền nữa. Rồi chúng ta sẽ tới là bốn tâm tham xả thọ. Bốn tâm tham xả thọ này nó cộng cho bao nhiêu tâm xả thọ? Nó trừ đi tâm sở hỷ, bởi vì nó là thọ xả mà. Để trên 22 thì bây giờ bốn tâm xả thọ thì phải trừ đi một, tức là tâm sở thọ hỷ thì tâm sở hỷ thì nó còn lại là 21 tâm sở thọ, thì nó tạo ra bao nhiêu loại sắc tâm này? Thì nó tạo ra năm loại sắc tâm, tạo ra năm loại sắc tâm. Nếu ai nhạy bén thì nhìn sẽ thấy này, trong bảy loại sắc tâm đó là sắc tâm thông thường nè, rồi sắc tâm tạo ra liên hệ tới sự cười, đấy là sự xả thọ mà, thì sẽ không có sự cười đúng không? Rõ ràng chưa? Rồi sắc tâm tạo ra
sắc tâm liên hệ đến sự khóc, nghĩa là xả thọ, không phải thọ ưu đâu, thì nó sẽ không khóc được, thì nó mất hai cái rồi đúng không? Thì đó là năm loại sắc tâm, còn lại thì tiếng là sắc tâm liên hệ đến sự nói nè, rồi sắc tâm liên hệ tới cái tiểu quan nghi nè, rồi sắc tâm liên hệ tới các đại quan nghi nè, rồi sắc tâm liên hệ tới sự kiềm những bốn quan nghi. Như vậy thì nó tạo ra năm loại sắc tâm. Nếu mà bị bé thì chúng ta sẽ là trừ sắc tâm liên hệ tới sự cười, rồi sắc tâm liên hệ đến sự khóc. Thì nếu mình liệt kê ra thì chúng ta có là năm loại sắc tâm, đó là thứ nhất là sắc tâm thông thường, thứ hai là sắc tâm liên quan đến những quan nghi, thứ ba trong lúc tâm mình không vui không buồn mình cũng có thể quơ tay quơ chân chẳng hạn vậy, thì mình có thể là mình vuốt đầu hay là vuốt mắt vuốt tay chẳng hạn vậy, với cái tâm thọ xả, chứ không phải là mình vui thích gì mà vuốt kê vuốt mặt vuốt vuốt mũi cả, rồi cũng không có buồn phiền phải là vuốt cái lỗ mũi mình chẳng hạn vậy. Nên khi mình vuốt mặt vuốt tay đây đó là những cái tiểu quan nghi, thì đó cũng do sắc tâm thuộc bốn tâm tam thọ xả như vậy. Sắc tâm liên hệ đến tiểu quan nghi, rồi sắc thứ ba là sắc tâm liên quan tới chị nói. Đôi lúc mình thản nhiên mình nói, mặc dù có tâm tham mình sanh lên nhưng mà mình nói một cách rất là thản nhiên, cái món này là chưa ăn bao giờ hết, nó là tâm tham nó sinh khởi lên đó, nhưng mà thản nhiên nói cái món này chưa sử dụng bao giờ hết, thì để gì vậy? Để người ta cúng dâng cho mình chẳng hạn như vậy. Thì đó là cái tâm tham thọ xả sinh khởi lên chẳng hạn như vậy. Đây là cái người mà đang tìm thuốc chẳng hạn như vậy, người đang hút thuốc mà đang thèm thuốc nha, thấy người khác mà móc cái gói thuốc ra nói cho tôi xin điếu đi thì các bạn xin cách đó thản nhiên như vậy, thì nó liên quan đến sự nói để xin cho người khác nè, đó là sắc tâm liên quan tới sự nói. Rồi thứ tư là sắc tâm liên quan tới ai quan nghi, và thứ năm là sắc tâm liên quan đến sự kiềm chuẩn tốn chuẩn đại đơn niên. Đây là bốn tâm tham thọ xả với 21 tâm sở thọ, cứ tạo ra năm cái loại sắc tâm liên quan đến như vậy nha. Rồi rồi tiếp theo nghe xong chưa, nghe xong chưa thôi à, tiếp theo này chúng ta tiếp tới là hai tâm sân và 22 tâm sở hợp. Những tâm mà phối hợp với tâm sở họ, những tâm mà phối hợp với tâm sở đó, quý vị có thể xem trong cái tập nội dung vô tiếng pháp của ngài thực sự cũng có, hoặc là tâm
đường vào thắng pháp cũng có. Vậy cái phần mà tâm với tâm sở hợp đồng á cũng có, quý vị để tìm hiểu. Ở đây giải thích ra nó dùng dài dòng. Thì cái phần này chúng ta cần phải không biết rồi. Thì hai tâm sân với hai tâm mốt, hai tâm sở hợp nó tạo ra bao nhiêu lượng sức tâm đây? Tạo ra là 6 loại sức tâm. Dĩ nhiên trong 7 loại sắc tâm á, chúng ta nhớ 7 loại sắc tâm á, trong đó có loại sắc tâm liên quan siêu cười, thì tâm sân này không tạo ra được cái sắc tâm liên hệ với siêu cười. Như vậy chỉ còn lại 6 loại sắc tâm thôi. Tức là từ đi sắc tâm liên hệ siêu cười, thì cơ bản là lo nghĩ, nhưng mà tâm sân nó tự mà, rồi cho nên nó không thể nào mà tạo ra sự cười được. Như vậy thì còn 6 loại cái tâm còn lại gồm đó là ghi để người dễ nhớ thôi, để dễ nhớ thêm thôi. Cái gì kia đứng dậy quên hết. Sắc tâm thông thường, rồi sắc tâm liên quan đến sự tóc, sắc tâm liên quan đến sự gốc. Thứ ba là sắc tâm liên quan tới quan nghi. Thứ tư là sắc tâm liên quan tới nói. Thứ năm là sắc tâm liên quan đến đại quan nghi. Và thứ sáu là sắc tâm liên quan tới kiềm giữ đại quan nghi. Người nào nhạy bén thì nói sáu loại sắc tâm thì chúng ta từ cái sắc tâm liên hệ tới sự cười thôi, bởi vì tâm sân nó không tạo ra sự cười được, vậy thôi. Cũng dễ nhớ. Nhưng mà lặp đi lặp lại vậy để quý vị nhớ dài hơn, không có gì cả. Bây giờ chúng ta qua tiếp. Dạ con sa thú cảm ơn sư, chuyện sư. Cái gì? Cái gì? Cái ai hỏi gì đó? Dạ. Dạ con không có hỏi, sư nói là để cho tụi con nhớ dài thêm sư sư, thành ra con tri ân sư. Quý vị nên tri ân quý vị á, nhớ có sao mình nhớ được, nhớ ra thêm. Rồi chúng ta tiếp tới là tâm ngũ phân tích thì không có tạo sắc tâm rồi. Bây giờ chúng ta tới hai tâm si. Tức là quý vị theo lần theo bảy nhiêu chi pháp á sẽ được kê ra đầy đủ, tức là 12 tâm si cộng với 16 tâm sở hợp. Thường thì một tâm si chỉ có 15 tâm sở hợp thôi. Nếu là tâm si ngoài nghi thì trừ thắng giải, nhưng mà tâm si hợp phóng vật lại có thêm lại thắng giải trở lại, cho nên nó là 16 tâm sở hợp thì nó sẽ tạo ra được như là cũng là năm loại sắc tâm, cũng là tạo ra năm loại sắc tâm. Bởi vì chúng ta thấy rằng tâm si nó thuộc về thọ xả, đúng không? Tự nhiên tâm si nó thuộc về thọ xả, mà thọ xả thì nó không tạo ra sắc tâm liên hệ sự cười, và nó không tạo sắc tâm liên hệ đến sự khóc, cho nên là bảy loại sắc tâm.
Từ đây sắc tâm thế hệ sự cười rồi sắc tâm liên hệ đến sự khóc thế thì bảy loại sắc tâm chúng ta cần đi hai loại sắc tâm tức là sắc tâm liên hệ tới sự cười và sắc tâm liên hệ tới sự khóc thì còn lại là năm loại sắc tâm ừ. Bây giờ chúng ta tiếp tới là năm tô thức thì không có tạo sắc tâm rồi bây giờ hai tâm tiếp thâu và ba tâm quan sát thượng tâm khai với bao luôn nghĩa là sáu tâm này cũng cho 11 tâm trả hợp tạo ra một loại sắc tâm là sắc tâm thông thường thôi. Tức là hai tâm tiếp thâu xả thọ. Ba tâm quan sát trong đó có tâm quan sát ý thọ à, rồi tâm khai với môn cũng xả thọ ừ. Rồi như vậy thì à, tổng cộng là cái sáu tâm này thôi nó tổng cộng là 11 cái tâm sở hợp một tâm sở hợp nó từ là hỷ và dục như vậy đúng không ạ nó đúng là nó phải là 12 tâm sở hợp đúng 11 thì không đúng tại vì nó chỉ trừ dục ra rồi thôi tại trong tâm quan sát hỷ nó có hỷ mà cho nên thì, cái 12 tâm sở hợp thì trong 12 tâm sở hợp này thì chúng ta sẽ thấy rằng ha mặc dù tâm quan sát họ hỷ nó có tâm sở hỷ nhưng nó không thể tạo ra được cái nụ cười được bởi vì cái tâm quan sát họ hỷ này nó chỉ làm hai cái nhiệm vụ là một nhiệm vụ là quan sát cảnh và thứ hai là nó làm nhiệm vụ trong na cảnh thì cái cảnh nó đã nguội lượt rồi cho nên nó không có tạo ra được sự cười được nó chỉ có tạo ra một loại sắc tâm đó là sắc tâm thông thường rồi thôi ừ. Cho nên rồi chúng ta phải lưu ý được như vậy ừ. Rồi tâm khai ý môn nhà 11 tâm sở hợp thì tạo ra năm loại sắc tâm ở đây chúng ta mới đang xin lỗi đây là tâm là khai ngũ môn chứ không khai ý môn nghĩa như vậy khai ngũ môn nó chỉ có nó từ đi cái cần về trong mười dục chỉ là mười một tâm sở hợp thôi ừ. Tổng cộng những cái tâm sở này nó chỉ có 11 tâm sở hợp chưa nó từ cần và dục không đó là thôi ừ. Bây giờ tiếp theo là tâm khai ý môn nên rồi bò ra quất chân á ăn quất chân á là cứu về mano đò ra là cái ý môn cho nên mano đò ra quất chân á là hướng ý môn để tâm hướng ý môn này thì nó có 11 cái tâm sở hợp theo bộ tâm sở hợp này từ hỷ và dục thì nó tạo ra những
thì nó tạo ra tất cả là năm loại sắc tâm, năm loại sắc tâm, là sự cười và sự nghe nói, tạo ra năm loại sắc tâm. Sự lỗi trừ thì cười là sự thấp. Cái lỗi sắc tâm đó là gì? Chúng ta sẽ có là sắc tâm sắc tâm thông thường nè, sắc tâm liên quan đến tự giác hiểu nghi nè, một tâm bình thường, thứ hai sắc tâm liên quan đến hội nghị, thứ ba là sắc tâm liên quan đến nói, thứ tư là sắc tâm liên quan đến đại hội nghị, và thứ năm là sắc tâm liên quan đến sự kiềm những bốn hội nghị. Và chúng ta thấy lần lượt chúng ta đi tìm từng cái tâm nó tạo cái sắc tâm, thì sắc tâm thay với môn nó đã tạo ra được năm loại sắc tâm như vậy. Bây giờ chúng ta đi tới tâm sinh chiếu. Tâm sinh chiếu là tâm của vị thánh A La Hán đó. Hình như tâm sinh tiếu này không sinh khởi cho những vị, điều chắc chắn nhất là không sinh khởi cho vị Phật chánh giác. Chúng tôi nhớ rằng cái tâm sinh tiếu này cũng không, dường như cũng không sinh khởi cho Đức Phật độc giác. Đức Phật không giác, độc giác không có cái tính chất cười, cười cách máy móc không có. Mặc dù ngài có thể là có cái sự cười ly trí, nhưng cái sự cười mà theo tính chất mà thói quen máy móc thì Đức Phật độc giác cũng không có. Và chỉ tâm sinh tiếu thì chỉ dành cho vị thánh A La Hán mà thôi. Thì tâm sinh tiếu này nó cộng cho có 12 tâm gia hộ, từ đây tâm thể dục nó tạo ra 6 loại sắc tâm, nó tạo ra 6 loại sắc tâm. Để nhìn vô thì chúng ta sẽ thấy là trong bảy loại sắc tâm đó, vì cái tâm sinh chiếu là vì A La Hán thì dĩ nhiên không có tạo ra sắc cái sắc tâm liên hệ sự khóc rồi. Để tâm sinh chiếu thì họ hỉ mà, để cho nên là tạo ra 6 loại sắc tâm, tức là trừ đi sắc tâm liên hệ đến sự khóc. Rồi. Còn tiếp theo nữa chứ. Viết xong chưa? Viết xong chưa? Thì bật sư xong rồi ạ. Một bên. Thôi à. Rồi tiếp theo là bốn tâm đại thiện họ hỷ. Này. Dần dần chúng ta tiếp tới. Bốn tâm đại thiện họ hỷ này nó hợp với tất cả là
À, cái cộng khi mà bốn tâm đã tốt rồi, đây là bốn tâm đại tối thì của vị A-la-hán đó nè. À, nó cộng cho bao nhiêu tâm sở hợp đây, nó cộng cho 38 tâm sở hợp. Tức là nó trừ đi 14 cái tâm sở bất thiện mà thôi, 52 tâm sở thì nó trừ đi 14 tâm sở bất thiện mà thôi, để cho nó còn lại là 38 tâm sở hợp. Thì những cái tâm thiện này, những cái tâm đại tố, đại tố là thọ hỷ này, cái tâm thiện thọ hỷ này nó tạo ra sáu lợi tức tâm. Nhìn vô đây chúng ta thấy này, những tâm thiện thọ hỷ này thì nó không có thể nó tạo ra sắc tâm liên hệ đến sự tốt rồi. Thì bảy loại sắc tâm chúng ta trừ đi là trừ đi sắc tâm liên hệ thì sẽ tốt. Thì bảy loại sắc tâm liên hệ thì giờ chúng ta trừ đi sắc tâm liên hệ thì sẽ tốt, bởi những tâm đại thiện còn hỷ này, hoặc những tâm đại tố thì còn hỷ mà, cho nên không thể có sự tốt được. Thì nhìn nó cũng gì dễ hiểu. Ừ. Tiếp theo là chúng ta có là bốn tâm đại thiện xã, rồi bốn tâm đại tố trong cõi xã, với 37 như 37 tâm sở hợp từ hỷ. Để tạo ra năm loại sắc tâm. Tạo ra năm loại sắc tâm nói chính là chúng là trừ đi sắc tâm liên hệ để tạo rồi sắc tâm liên hệ đến sự cười, sắc tâm liên hệ đến sự thấp. Rồi, tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả. Cộng cho 33 tâm sở hợp. Tức là từ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Tổng cộng cộng là 38, trừ đi cho 5 như vậy còn 33 tâm sở hợp. Thì nó sẽ tạo ra một loại sắc tâm, nó là sắc tâm thông thường. Bởi vì tám tâm đại quả này nó chỉ là nghiệp thực sinh hoặc là na cảnh mà thôi, hoặc là ngũ phần hoặc là tử mà thôi. Rồi cho nên nó chỉ tạo ra một loại sắc tâm gọi là sắc tâm thông thường mà thôi, chứ nó không có tạo ra sự cười gì hết. Hay các hiểu bài nghi, hay các đại bài nghi, nó chỉ là một con sắc tâm bình thường, thông thường mà thôi. Bây giờ chúng ta tới thêm cái 26 tâm tổng lực kiên cố. Từ hai tâm thông
26 đọc được cùng nhớ. Rồi, 26 đọc được kiên cố. Nó bằng là tính tiện đó lại. Không chưa? Chính tố nó lại. Không chưa? Thánh tập sự thế. Cái cộng chưa? 35 tâm sở. Để xin lỗi, cộng cho 38 đồng sở. Bởi vì có 8 đồng như thế thì nó có 3 giới phần trong đó. Thì nó trừ đi trong 26 đồng lực kiên cố này, chúng ta phải trừ ra 2 đồng thông. Tâm thông tính riêng, chứ không có tính vô trong đó trong này. Mặc dù tâm thông là tâm ngũ thiền sắc giới, nhưng tính riêng ra chứ không có cái tính chung trong cái cụm này, thì nó tạo ra được cái hai loại sắc tâm. Thứ nhất là sắc tâm thông thường, và thứ hai là sắc tâm liên hệ. Đến sự kiềm những tứ quan nghi, điều này chúng ta cũng thấy rất là rõ. Mỗi cái một vị mà đang an trú tâm trong thiền định, cái vị đó đâu có nói đâu, đâu có nói gì đó. Thì cái tâm đang dính mắt vô, cái tâm đang an trú tâm vô trong cái thiền cảnh của mình, thì đâu có nói năng gì đâu, mình cũng đâu có cười, cũng đâu có những cái tiểu quan nghi. Mình ngồi thiền một cách yên tĩnh như vậy, thân thẳng băng như vậy, để là có sự kiềm nhẫn quanh đứng qua ngay thôi, chứ không có cái sự những cái cử động như là ngứa gãi vân vân cũng có. Như vậy đó, rõ ràng thì chỉ có hai lời sắc tâm thôi. Bởi vì khi ở trong cái tâm thiền rồi thì thân nó sẽ yên lặng. Tâm dính vô trong cái tâm thiền thì tâm sẽ yên lặng, đâu có nói năng, đâu có cười, hoặc là đâu có cục cực hay là gãi người ta ngứa thì có bên cũng có cái chuyện đó. Mà cho nên chỉ có hai cái loại sắc tâm thôi, tức là sắc tâm thông thường. Rồi, cái sắc tâm thông thường nằm ở đâu? Rồi cho nên nó tạo ra một cái như bình thường nha, hít vào thở ra, hít vào thở ra cái hạn như vậy. Thì hay là cái sự mà ra vào đối với cái hơi thở, hoặc là cái kiềm dẫn cái 40 nghi, cái người có thể là đứng một chỗ nhập định, hoặc là nằm nhập định cũng được. Giống như bà trường hợp bà Úc Phá Lâm Anh Na, khi bị té xuống vậy đó, bà nhập định vô trong cái sơ thiền chẳng hạn như vậy. Thì đó là kìm về những trong 40 nghi như vậy. Thì chỉ có hai cái như 26 lĩnh vực kiên cố này mà chỉ tạo ra hai loại sắc tâm là như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp theo một cái rồi chúng ta đi tiếp tới hai tâm thông như và 30 tâm sở hợp.
hai thân không cộng cho 30 tập sở hợp. Ba mươi tâm sở này tức là trừ đi 8 cái tâm sở tức là 3 giới phần. Hai vô lượng phần. Bởi vì đang thể hiện thần thông mà, thì đâu có lấy cái cảnh chúng sanh đâu, cho nên không có hai vô lượng phần. Rồi trừ đi tầm, tứ, thủy. Bởi vì đây là tâm ngũ thiền, thành ra ba cái chi thiền tầm tứ thủy bị loại bỏ. À, cho nên trừ đi 8 cái tâm sở thì ra 38 tâm sở, trừ ra 8 tâm sở này còn lại 30 tâm sở hợp. Thì hai tâm thông này thì nó tạo ra được 5 loại sắc tâm. Đó là năm loại sắc tâm. Trừ về sắc tâm liên quan đến sự thấp. Và liên quan đến sự cười. Ở đây quý vị cần phải nắm bắt cái sự khóc nó sanh lên là bởi thọ ưu, mà thọ ưu thì nằm trong tâm sanh. Còn cái sự cười mà nó sanh lên là phải liên quan tới cái thọ hỷ, mà hãy thọ hỷ thì nó mới tạo ra được sự cười. Ở trong khi tâm thông này nó là thọ xả, tại vì nó là ngũ thiền thế giới, mà ngũ thiền thế giới là thọ xả, cho nên cái tâm thông này nó không tạo ra cái sắc âm liên quan đến sự khóc được, mà cũng không tạo ra sắc âm liên quan đến sự cười. Chúng ta thấy được là những cái tâm thông nó liên quan như vậy. Thì tiếp theo nữa là rồi sắc năm tâm quả sắc giới cộng cho 35 tâm sở hợp. Năm tâm quả sắc giới cứ ngoài gọi cho gọi tâm quả mà đưa cho tái sinh về khỏi sắc giới á, cộng cho 30 tâm sở hợp. Thì xin lỗi, 35 tâm sở hợp chứ. Tạo ra một loại sắc tâm. Là sắc tâm thông thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái vấn đề khác về sự cười. Thì phàm nhân cười do tám tâm thấy là bốn tâm tham bảy cộng ra bốn tâm thiện bảy này bạn nhân cười bởi sáu tâm tám tâm bốn tâm tham bảy
và bốn tâm thiện thọ hỷ. Tâm thiện giới thọ hỷ đó chúng ta phải ghi coi, tâm ta tám tâm thiện thọ hỷ, tám tâm thiện dục giới đi thọ hỷ, mà ai muốn ghi tắt thì gọi là tám bốn tâm đại thiện thọ hỷ. Ở đây còn nếu ta bốn tâm thiện thì phải ghi dục giới vô. Đấy. Rồi vị thánh phù hợp tức là kể từ bậc sơ quả đến a la hàm quả, thì những cái bậc này đã trừ đi tà kiến rồi, và cho nên trong hai tâm tham mà họ hỷ họ tà không có được, thì vị thánh phù hợp này cười với sáu tâm họ hỷ. Nghĩa là bằng là hai tâm tham họ hỷ đi là cộng cho bốn đại thiện, rồi thì thánh là ai hết cười với năm tâm, là bốn tâm tốn một giới, bảy cộng tâm sinh tiếu, rồi đây là tôi nói về cái vị thánh a la hán cười với năm tâm như vậy thôi. Còn vị phật tập giác chúng ta nhớ không lầm đó là cười với bốn tâm tố dục giới, bốn tâm tố thọ hỷ dục giới. Còn vị chánh đẳng giác cười với hai tâm tố hợp trí thủy, tức là cười với hai tâm duy tác dục giới hợp trí thọ hỷ. Đấy vị chánh đẳng giác cười lúc nào cũng phải có nguyên nhân, chứ không phải cười mà không có hiểu biết vậy. Vậy cười với hai cái cách tạo điều kiện cho ngài Ananda bạch hỏi, khi mà hỏi xong thì nhân đó ngài thuyết giảng lên cái pháp liên hệ đến sự cười đó chẳng hạn. Như là ngài thấy một bà la môn tới đảnh lễ cái đền cũ kỹ đó, Đức Thế Tôn từ nơi cái đường đi bước xuống một cái gốc cây, ngài ra trải tạo trụ, thì Đức Thế Tôn mà mỉm cười, thì Đức ngài ra mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn do nhân gì duyên gì mà Đức Thế Tôn mỉm cười. Đức Thế Tôn nói là này ngài ra, ông bà Nam Môn này theo cái truyền thống hồi xưa tới giờ, mà cái chỗ cái đền đó đó là cái nơi trước đây đó, là cái nơi mà xây dựng bảo tháp Xá Lợi của Đức Phật Kassapa, và dân chúng thường đi tới lễ bái, cho nên bà Nam Môn này thường đi tới mà đảnh lễ cái bảo tháp này, và ngài tái hiện lại cho cái bảo tháp Kassapa. Thì điều này nằm ở trong chú giải kinh Pháp Cú, quý vị có thể tham khảo thêm. Hoặc giả là trong bài kinh mà Gáo Vệ Xí vừa tầm cầu, như là ở trong Tăng Chi Kinh, thì chúng tôi không nhớ là cái pháp ba chi hay năm chi gì hả, đại khái là cái bài kinh đó là có tên gọi là
gá người quy sĩ, người thành cầu. Thì nói về cái sự tiến trình tu tập của chủ gá quy sĩ rất là đặc biệt. Gá quy sĩ, người thành cầu. Ở trong Tăng Chi Kinh đó, Đức Phật Ngài thuyết lên cái bài kinh này, tức là lấy mạng diệt mạng đó, thì nói về cái gia chủ Gá Quy Sĩ là một người trưởng của 500 cái người tùy tùng. Một hôm ông cái nghe pháp Thứ Tôn qua nghĩ quá, xin nghe họ trì tam quy. Vì vậy nó khoe với cái nhóm đầu chúng mình ấy là: này các bạn, tôi đó là cái người mà họ trì ân đức Phật Pháp Tăng rồi. Thì 500 người còn lại mới nói là: nếu mà chủ mà họ trì được, chúng tôi họ trì được không? Thế được chứ. Thì 500 người này tới họ thì tâm quy đối với đức Phật Kassapa. Thì họ gia chủ có một xí này nó mình là người là lãnh đạo người ta, mà mình họ thì tâm quy thì người ta cũng họ thì tâm quy thì mình cũng nghe bằng với người ta rồi, họ đâu có nhìn hơn người ta được đâu. Họ cho nên tới xin họ thì năm giới, thì nhóm 500 người này cũng tới xin họ thì năm giới. Thì gia chủ đó là xí mới: mình họ thì tâm quy năm giới, nhóm này cũng họ thì tâm quy năm giới, mình đâu có bằng, mình có hơn gì người ta đâu. Rồi ông xin họ thì bát giới, thì cái nhóm này cũng họ thì bát giới. Rồi, cứ như thế nè. Thì cuối cùng thì gia chủ gái mê sĩ sinh xuất gia, thì 500 người này cũng sinh xuất gia. Rồi cái nỗ lực tu tập thì gia chủ gái mê sĩ cái nách từ sơ quả, nhị quả, tam quả tới đó, thì 500 người này cũng đâu có chịu thua kém đâu, cũng nỗ lực tinh tấn chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, và cuối cùng tất cả đều chứng đắc được a la hán quả hết. Tức là cái phương pháp này là lấy mạng diệt mạng, hay là lấy dục diệt dục, nghĩa là lấy mong muốn diệt mong muốn, lấy mong muốn diệt mong muốn, hay là lấy ngã mạng là diệt ngã mạng. Thì đây là rất là hay, cái bài pháp này rất là hay. Thì quý vị có thể truy cập trong cái bài học đó. Thì chúng tôi nghĩ là tới đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi, cho nên còn một bài nữa thì về sau chúng ta sẽ tiếp tục học tới nha. Phước báo phước thêm ba phá sinh lên, và chúng tôi xin cúng dường để chư tôn đức tăng xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cả quý vị sợ những quả phước này được sự an vui tự tại, và nương theo quả phước này chúng tôi cũng không quên hồi hướng đến cho chư thiên ở các nơi, tức là chư thiên ở tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, và chư thiên ở chung quanh đây. Mong rằng các vị ngài còn những quả phước này để được sự an vui tấn quá, được sự lợi ích. Rồi nương theo quả phước này chúng tôi xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng hay còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng được sự an vui tự tại. Sau cùng nương theo quả phước này chúng tôi xin chia đều tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được tội dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Cà Giác. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biển thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về. Sẽ dùng pháp thi tiền bệ cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luân trẻ già, cao hạ trung hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cử châu được phần an khương, chúng sanh bốn loài thông thường, nón tay thấm hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đò đầy, cầu cho hưng thanh lâu dài,
pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thánh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.